mở show hát là phụ, Tấu Hài với Xe Duyên là chính, cộng một đôi cầu hôn thành công sau khi đi xem show của Hòa Minzy. Anh biết sao không? Em rất là gọi là ok la trong mấy cái kiểu cầu hôn này đấy. Nói chung là em thì cũng không ok lắm, ok lắm trong việc người khác cầu hôn mình, nhưng mà mình rất ok la trong việc cầu hôn người khác. Nhầm. Nói được, được, được cầu hôn. Chị tên là gì? Để em tên Nhi. Sinh năm bao nhiêu? 98. Ê, 98 trừ đi 95 nha. 98. Mười bốn tuổi. Anh sao 14 á? Ok không á? Em hỏi thật, câu chuyện này là vẫn ok chứ? Từ 14 tuổi là hơi có không ok nha. Tức là mình là rào trước, rào vợ từ nhỏ luôn đúng không? Anh sinh năm bao nhiêu? 98 luôn. Ấy, cái thằng này. Chị 95 nhá. Hòa Minzy á, mà đi hát ở đâu ấy thì thường có một cái rất là đặc sản, đó chính là cầu hôn giúp cho các vị khách của mình. Ngày hôm nay thì cũng là một cái duyên. Không biết là mình đã chuẩn bị cái nhẫn này thì nhẫn thật không cho được. Có ai đeo nhẫn giả, nhẫn giếc thì cho em mượn cái. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một bó hoa tươi thắm, đôi hoa kia xưa anh. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón mưa gió. Em có mang chiếc váy đi đâu cùng mình nhờ. Chờ anh em nhé. Anh sẽ bước đến bên anh gần nơi. Cúi đầu. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu em sẽ đủ lắm. Để rồi thời gian ta vẫn có nhau. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Thôi chạy nhịp đi. Có muốn về nhà với? Đừng lặng yên như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Lên tông, lên tông, lên tông, lên tông. Ê, lên tông nhưng mà phải dừng lại, dừng lại, dừng lại. Rồi, cầm nhẫn này. Quỳ xuống nào. Và... xuống, xuống. Chân, chân, chân nào cũng được. Chân, chân, chân gì cái tông, cái gì cái tông. Chân mặt video đấy. Lên tông chưa, lên tông chưa. Rồi. Lại lại nào. Em lấy anh không? Nào, bắt đầu cô chú thể hát như thế nhà hai vậy. Em lấy anh không? Em có. Bây giờ nhá, xin một bài. Tèm 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 tèm. Kỷ niệm rất tuyệt vời vào tối hôm nay và chúc cho hai bạn sẽ chính thức trở thành vợ chồng vào một ngày gần nhất. Và cảm ơn mọi người đã yêu quý Hòa Minzy và tới đây nhá. Một lời chúc phúc cho các bạn trẻ.